Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại Khương Dừa vẫn còn có mặt ở nhà của bạn Hưng ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang á quý ông bà cô chú anh chị. Dạ thí sinh của tập 5 Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy tuần này. Quý ông bà cô chú anh chị nhớ đón xem phần thi của Hưng nha quý ông bà cô chú anh chị. Dạ. Con là Nguyễn Phước Hưng, con là thí sinh của tập 5 chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Con xin gửi lời chào đến ông bà cô chú anh chị đang xem trên kênh của anh Khương Dừa. Chúc quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Bữa nay về nhà của Hưng vui quá ông bà cô chú anh chị ơi. Dạ. Gặp hết họ hàng nội ngoại của Hưng luôn, rất là dễ thương. Được Hưng với lại gia đình đãi cho nhiều món ngon đặc sản mùa nước nổi. Dạ. Anh Khương thấy món ăn hôm nay thế nào anh Khương? Ngon quá. Cũng no đấy nhưng mà chắc còn chứa được chắc hai bữa nữa thôi à. Giờ tới tối chứa hai bữa nữa thôi nha. Vậy bây giờ nếu mà anh còn chứa được đúng không? Em sẽ dẫn ra đây ngoài này nè. Mình chuẩn bị một cái nguyên liệu để làm một cái món nó đặc sản ở quê em mà chắc em nghĩ là anh không biết đâu. Khoai mì hả? Không, khoai mì này thấy vậy thôi, củ chưa có bự. Chưa có một củ bự hả? Cao lên tới đây nè mà củ bự được. Vậy hả? Dạ. Cái này còn củ còn nhỏ. Mít non nó xào. Mít non chấm muối cũng được bà cô chú. Dạ. Này dái mít. Dạ, dái mít. Này trái mít. Trái mít. Cái giá là chắc trên đây nè, trên này cái giá nè. Ừ. Dạ. Giá là nó nhỏ. Hay là bắp chuối gỏi chuối trộn với gà. Dạ. Ăn rồi mà. Hồi chưa ăn rồi, gỏi chuối với gà là ăn rồi. Bây giờ là em sẽ không có dẫn anh ăn gỏi chuối với gà thịt nữa mà cũng một cái món của cây chuối. Là cái gì? Nó từ trái chuối. Đây đây ông bà cô chú anh chị. Đây mà con là một đã buông chuối rất là to. Cái này là chuối già nè bà cô bác. Dạ, chuối già cuôi. Đó. Ôi nó già đó. Nhưng mà nó chưa già lắm. Ở những cái nãy trên nó già, những cái nãy dưới nó chưa già lắm, nhưng mà cái chuối này mình thấy có thể mà, nếu mà nó già hết thì mình có thể chặt nguyên buồn. Dạ. Nhưng mà nếu mà chưa già, nó già từ trên xuống dưới mình có thể ăn ở mấy nãy trên cũng được nè. Dạ. Hai nãy trên là già nè. Dạ hai nãy trên già rồi. Rồi làm gì giờ vô sắc chấm mắm kho gì? Dạ không. Dạ anh Khương đón thử rồi. Bây giờ em sẽ đem chuối này vô. Đặc sản của em luôn hả? Dạ đặc sản của em anh luôn. Chưa ăn bao giờ luôn hả? Dạ chưa bao giờ. Chưa biết luôn hả? Chưa biết luôn. Vậy để anh đón thử rồi. Chắc vô mình luộc xong mình lột ra xong mình quết xong mình trộn với dừa với đường phải không? Ồ xanh chuối già quết. Cái đó là món quê anh là đúng rồi. Tính ra món đặc sản không phải là tính món quê anh. Ồ vậy hả? Quê anh là kêu bằng chuối già là với lại chuối chuối già là nổi tiếng luôn. Với lại chuối sáp là nổi tiếng luôn. Và hồi nhỏ là anh nói thiệt em luôn là những cái xứ khác là người ta ăn chuối là để già rồi ta vú chín ta ăn. À vậy hả? Còn cái xứ anh là không có bao giờ để vú chín ăn, chỉ dài là cắt ra dài, rồi xong là luộc là chấm muối ớt. Dạ. Hay là quết dừa. Đó cho nên là em dẫn ông bà cô chú á con cứ nghĩ là con hôm nay con lừa được anh Khương rồi. Để anh. Nhưng mà con không ngờ là anh hôm nay con bị tí cái chiêu là muối rìu qua mắt thợ. Đây anh sẽ con muối rìu ngay thợ luôn rồi. Dạ. Đảo hai ở vườn dễ sống ha. Anh xin coi chừng ngủ nhiều anh Khương. Ở ra vườn là có món ăn ha. Dạ. Đó. À, một nãy. Ồ. Nhiều năm quá mình phải làm nhiều phải không? Dạ. Đây. Đây, để mé cho anh Khương mấy. Chú già này em nướng luôn cũng ngon lắm nha. Dạ. Chú già này ở dưới em còn một món nữa rất là đặc biệt. Là gì? Chuối ngào đường. À ngào đường hả? À dạ mình sắc cái miếng xéo á, mỏng rồi mình ngào đường. Là phải để cho nó cũng quáp quáp hả? Dạ nó quáp quáp chút xíu nữa. Ờ. Bây giờ này cái giai đoạn này cũng già nhưng mà già chưa có tới, nó phải già hơn nữa, già cái da sậm lại luôn. Nó phải già cống khu đế hả? Già cống khu đế luôn á. Đó. Đó lúc đó là mình mới ngào đường mới rất là nó mới ngon, nó hết cái vị chát của chuối. Tính ra nãy chuối mình nguyên buồn chuối mình ăn từ từ hoặc mấy nó mốt cái này nó già cái nó tiếp. Mà cái này thiệt sự là cái này mà giờ em lột cái vỏ em cắt nhỏ cắt xéo á. Dạ. Em chấm với cá giấm mắm. Dạ giấm mắm hoặc là chấm với cá linh kho. Dạ kho lạc cũng ngon bốc phát. Chuối này thì chấm với quê em có một món mà là mắm cá mặn chân đó. Dạ tao ăn rất là bắt. Rồi. Chuối thì chát. Ồ lâu rồi anh cũng chưa ăn cái chuối già quết nha. Dạ lâu lắm thì hôm nay mà ăn lại đi. Hình như là từ hồi mà lên thành phố đi học đi làm tới giờ hình như chưa có ăn lại món chuối già quết vào bắt. Bữa nay thì về nhà Hưng rồi sáng giờ được đãi nhiều món ngon nhưng Hưng vừa nghĩ cái món này là cái món tuổi thơ. Bây giờ mình đi vô mình nấu liền để mình chuẩn bị mình làm cái món chú quết cho cả gia đình cùng ăn nha bộ. Rồi con mời ông bà cô chú anh chị vô nhà con chuẩn bị cái món chú quết này.
để cho anh Khương vừa ôm lại tuổi thơ cũng như là tuổi thơ của bao người mình từng được ăn cái món này ạ. Mình cắt đại nhà này, cắt đại đi. Lụm vậy đó. Ở dưới quê anh bây giờ là đám cưới là tới là người ta hay có cái dĩa chú già nấu. Dạ. Ăn khai vị ngon. Vì mà hồi nãy làm em giới thiệu cho hoành tráng vô tính lừa dắt thử thách anh Khương để cho nó dạ. Đừng có mũ, đừng có đen các bạn ạ. Mũ chú dữ thần lắm. Ai dè, thử thách ngay ông thầy biết làm món này luôn. Chàng ơi, quá xá là quê. Quý ông bà cô chú anh chị thấy bạn Hưng dễ thương không? Dạ, nếu vào quý ông bà cô chú anh chị thấy bạn Hưng dễ thương thì quý ông bà cô chú anh chị nhớ đón xem tập 5 Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 nha, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy tuần này. Dạ. Dạ, để ủng hộ cho Hưng. Dạ, con cảm ơn bà cô chú anh chị. Dạ. Tính ra đẹp trai mà hay mà nói chuyện cũng khéo nữa. Dạ. Em làm dẫn chương trình cũng được đó Hưng. Dạ. Có thử chưa? Dạ chưa, nhưng mà chắc không khéo bà anh Khương rồi. Ờ, anh nói chuyện lắm ba. Dạ. Chị nói nhờ anh Khương chỉ thêm nhiều. Hồi đó học dạ. Học ngành gì? Hồi trước em đi học ngành cơ khí chế tạo máy. Cao đẳng hay đại học? Dạ. Trung cấp bạn. Đó hả? Dạ, rồi đi làm. Dạ đi học xong rồi các em lên Đồng Nai em làm luôn. Làm xong rồi thấy cực quá. Dạ, thấy cực quá. Nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dạ. Cho nên là em tìm qua một công việc khác nó phù hợp với ngành nghề của vợ em luôn. Ừ. Để hai vợ chồng kết hợp làm ở một không gian á. Bây giờ em dễ. Làm em nhà em cắt tóc. Dạ bây giờ em đang đi học cắt tóc. Ừ. cho cứng nghề rồi em mới về làm chung tiệm với vợ em. Còn bà xã em thì ở nhà làm cha. Bà xã em thì mở cái tiệm ở ấp hai xã Long Thọ. Tiệm neo tên Hằng Móm. Hằng Móm hả? Hằng Móm. Đối diện với nhà văn hóa ấp hai Long Thọ. Vợ em thì làm neo rồi trang điểm với lại nói uống mi. Dạ. Còn buổi sáng thì hai vợ chồng em có bán bún thịt xào, bán đồ ăn sáng cho anh chị em công nhân đi làm á. Chịu khó vậy hả? Dạ. Có thời gian về dưới quay giới thiệu giùm Hưng. Dạ, đem bây giờ vô nấu ha. Rồi, ok. Nấu bếp củi ha. Bếp củi luôn. Đây, rồi. Cả nhà của Hưng và bác rất dễ thương không? Rất nhộn nhịp, hôm nay là vui như Tết luôn. Đó. Đây là em gái của Hưng nha. Đây em gái của Hưng, 18 tuổi. Cô vừa tính lắm, cô dễ thương lắm. Nãy cô tặng cho Hưng vừa được một cái tờ giấy số rồi. Chưa dò nhưng mà biết túng 2 tỷ rồi đó. Đó. Giờ cô đang làm làm lỗi nhiều món nè. Đây nè, đây là cũng gia đình không hết. Cái gì dâu hả? Gái hả? Gái ruột. Trời ơi, đây ở đây là mấy chị có gia đình sớm lắm cho nên là con với lại cháu bự lắm. Rồi nè, đây là cái bếp dễ thương nè. Đây là món. Trời ơi, cái này mà cũng biết cái chảo cá kho cá cóc của bà má. Dạ. Ở một con cá cóc 3 kg mà đây là mấy cô làm đồ ăn khéo lắm. Là xong món buổi chiều rồi đó. Kho khóm. Rồi muốn đồng rồi mất sổ chấm á. Rồi thứ gì là chịu nổi rồi. Cái này mà quay chuối. Đang có đập ra muối. Cái này chuối. Rồi cái đó dân dân đang. Chị Văn đang đập ra muối. Dân dân đang đập muối. Hôm nay từ giờ em có hận thù với ai mà em đập gì mà nghe nó nặng nề quá vậy? Đập mà giận quá vậy? Không, món này là chiều nay là cái đợt với cái nồi cá con rồi. Vậy hả? Thôi vậy anh ăn cá kho thôi. Rồi bên đây là cái bếp củi nha bác. À, củi đẹp không? Hồi xưa ở miền Tây nấu bếp củi không mà hình như ở đâu cũng nấu bếp củi. Giờ thì là có bếp điện, rồi bếp ga, bếp từ đồ ha. Dạ. Nấu bếp củi thì là nó mới ngon. Dạ. Giữ nét truyền thống. Dạ. Với lại cái bếp củi này ông bà cô chú là mình đặc biệt đó, là mình nấu cái món mà thịt kho tàu á anh Khương, nó rỉu. Dạ, đúng rồi, cái lửa nó liu nó rỉu thịt. Thích nấu nấu cơm bằng bếp củi, nó dạ. Là món gì bếp củi. Dạ. Rồi nấu về xong có lửa nè, rồi mình có vài con cá khô thì mình nướng. Dạ đúng rồi. Dạ. Ngon máu phát luôn. Ngon dùng ngon hết sảy luôn bác. Dạ. Và chuối này thì giờ mình sẽ nấu chừng chắc nửa tiếng thì nó sẽ chín nó qua chứ. Dạ. Xong rồi mình nạo dừa cái mình quết nó. Anh gửi về em nơi miền xa xôi tổ quốc,
đang buổi hành quân dừng chân ngành nắng nó có con chim mừng xuân đang vui hót trên cành. Ở nơi ấy rừng vào xuân rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn với rừng buông sương trắng và tiếng chim ngàn dục sơn núi bình minh. Thương em nhiều qua áo vải mong manh, ruộng xóm đồng chưa mưa nắng tao tần, nuôi con hai chồng đuổi giặc miền xa, đất bám đôi chân bàn tay rạm nắng. Sống bên mình suốt lứa tuổi 20, chưa ngắm mắt xanh cùng một người con trai, chưa nói cùng ai một lời thân ái, giật đến lên đường súng lại cầm tay. Sao? Đôi nơi rất nhiều người xa gặp lại, xa giống giật màu trái gái mình xuân. Chim két bay về trỗi khúc nhạc ngủ âm, điều hòa lượn theo cánh tay trong cô gái. Ánh lửa bập bùng soi hồn trai giật trai, nhiệt lắm dòng mái nhà xa. Rừng vào xuống rừng thải áo mới, lá đỏ rơi đầy mộ lối đi. Giữa buổi hành quân dừng chân anh viết dội, thương em nhiều quá lá thư xuân. Bà con cô bác thân mến, Khương Dừa đã luộc chuối già xong rồi bà bác. Bây giờ mình sẽ ra mình quết nha. Dạ, món ăn này nó tuy nó đơn giản nhưng mà nó rất cực kỳ, nó mất rất là nhiều thời gian. Đó, hồi nãy giờ ở trong luộc chuối mà nghe ba của Hưng mà hát hay quá trời quá đất luôn. Trời ơi, cái không gian thiệt là miệt vườn thiệt chứ. Mỗi món không lẽ giờ mình đi mỗi tỉnh mình làm cái ngôi sao miệt vườn như nhiều khi chắc cũng hấp dẫn lắm. Dạ. Giới thiệu bà con cô bác hôm nay trong chương trình mà phát sóng trước tập 5 của ngôi sao miệt vườn mùa 2 có giới thiệu đến bà con bác đây thằng bạn Thiên Dừa. Lúc nào nó cũng kiếm một cái vị trí coi như là đặc biệt nhất để nó ngồi với ông bà con chú anh chị. Đó. Hôm nay qua để tài trợ ốc các bếp á quý ông bà con chú anh chị. Đó, này có Hưng, rồi có Vân. Rồi ở bên kia là có em trai của anh của em hả? Dạ. Đó, với là bà nội, với lại cô, các cô của Hưng. Đó. Cô chú. Bây giờ hồi nãy thì nghe ba của Hưng hát rồi.
À, mà chắc bữa nay ông vui quá, sớm ông hát quá trời, hát ông hát 80 bài vậy nên tới cái đoạn nãy là khúc cuối ông hơi hết hơi xíu. Hồi nãy không nói không bơm cho xíu hơi. Hả? Rồi bây giờ trong khi chờ đợi quất chuối thì mời chú Tám của Hưng hát hả? Rồi anh đờn bản Lòng Mẹ Hai cho tôi hát ha. À, Lòng Mẹ Hai bài này hay à. Đó, để con mời chú Tám nha, rồi trong khi chú Tám hát thì con làm này nha. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mác gợi những âu sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ ra chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hãy âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tình con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thầm tuôn trào, ngày xưa con bé ngây thơ, giờ đây con đã đi xa, mẹ già chờ mong con hoài. Cái này đáng lẽ quết mà Khương vừa không quết mà Khương vừa phải dầm á, tại vì sợ quết là ồn á là sẽ lấn cái tiếng hát của chú Tám. Rơi hoài thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thầm tuôn trào, còn đâu bao dấu yêu xưa, giờ nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con hoài. Giờ nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con. Hay quá trời, đúng là về miền Tây và ai cũng là nghệ sĩ mà quá. Ăn chuối đi con, ăn đi con, chào ông bà cô chú đi. Con đang chào bà chú tên gì? Quá tuyệt vời luôn. Con kiếm ai vậy? Con ngồi ngoài. Ông ngoại đâu? Không có ngoại đây, mà đi kiếm lộn ngoại hả? Hả? Ngoại đâu mà biết, tự nhiên đi vô kiếm ông ngoại rồi biết đâu. Ngọn chuối đi hả, ngọn chuối đi chú. Chú Tám hát hay quá ha. Dạ
À, mà chú Tám tại vì cũng bất tử cho nên là chú Tám không thuộc bài, cho nên là chú Tám phải nhìn cái điện thoại chú Tám giao lưu với bà con chú anh chị ở bên nội cưng là ai hát được hả? Dạ ai hát được vậy hả? Tại hôm nay có bác Bảy vắng nhà rồi, chứ nếu có bác bảy hát giọng cổ rất là mùi luôn. Vậy hả? Hát như rồi, bác Bảy đâu? Bác Bảy đi chạy xe rồi. Vậy hả? Chừng nào bác Bảy về? Chắc cũng thời gian dài á. Ủa vậy hả? Ủa chạy đường dài hả? Đây là bà con bác thân mến, này là chuối kim mừng chú Quết nè, ở trong đây không biết là có ai biết món này không à, chứ còn ở quê quê khu vừa là chú hả? Ừ, chú làm gì hả? Ừ thường là chú Quết vậy nè. Nhưng mà làm mặn hơn nhiều. Làm mặn hả? Sao con làm cái cho người cho chuối nát luôn này, làm chuối nát luôn hả? Đó, nhỏ khu vừa hay ăn vậy nè bà bác, mà nãy giờ không giống Quết. Quết nó càng nhuyễn nó càng ngon, cho nó với dừa đồ nữa ha, với đường rồi ha, với xíu muối nó sẽ rất là ngon. Vân biết món này không? Em chưa biết món này. Chưa luôn hả? Lần đầu tiên thấy làm luôn hả? Này chú già, cho nó đợi cho nó già thì già cái mình nấu xong lột mình quết. Đó. Hồi nãy em với anh Chu ra phía sau á, cắt nãy chú với trên để chú. Hả? Làm nát. Nát nó mất đó à? Xong hả? Vậy nát nè, như là mối điều mắc phụ hả? Không biết phụ không? Chú biết làm không? Nè làm đi. Có phải không biết ha? Dạ, thương là món này nói làm. Hả, làm nghiền thôi, chỉ nghiền thôi. Nè, đeo bao tay vô. Nè, đeo bao tay vô nghiền làm đi. Biết làm. Đó thì của em là không biết thôi. Đeo tay đeo ngược coi. Đó đâu không ra lại. Con tên gì? Đậu Khánh. Trần Quốc Khánh hả? Đậu Khánh. Đậu Quốc Khánh hả? Đậu Bảo Khánh. Đào Bảo Khánh hả? Đào Bảo Khánh. Đào gì? Đào Bảo Khánh. Khánh hả? Đào Khánh. Bảo Khánh. Khánh. Bảo Khánh hả? Khánh. Gọi là Bảo Khánh đi chơi ạ. Bảo Khánh hả? Bảo Khánh. Bảo Khánh. Đào Khánh. Bảo Khánh. Ai nhớ sáng khẩn Khánh. Cần Khánh hả? Đào Bảo Khánh. À, con có đi làm Khánh rồi giờ chưa? Chưa. Đây con biết làm Khánh không? Không. À, con biết làm Khánh hả? Con biết Long Khánh không? Không. Dạ. Long Khánh là một cái thị xã Long Khánh nhưng mà của tỉnh Đồng Nai á, thấy con nói chuyện. Rồi giờ là Quết phải không? Dạ. Rồi Quết đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. Đó. Đó. Giỏi đó. Rồi Quết vô nè. Thêm vừa vô. Quết đi. Rồi cưng quá. Dạng ghê không trời. Vô làm nước trộn lên rồi làm làm nha, làm cho cả nhà cùng ăn nha. Rồi giờ mình nghĩ mình thảnh thơi để bây giờ tới Hưng hát đi. Dạ. Hưng hát bài gì em? Chắc hát tặng cho anh như mọi người bài bài giọng có buồn đi. Giọng có buồn hả? Dạ. Hả? Chưa mềm, chưa chiều, chưa đều nữa. Đây nè, anh đến nha, anh đến đi, anh chạy về rồi rồi. Đúng 6 giờ qua đó được đó. Thôi nó thôi, chứ đi cho chú làm cho. Rồi giỏi, con làm như đó giỏi rồi, để chú làm cho ha. Rồi được rồi, để chú làm cho. Này chú làm cho giỏi rồi, làm như đó giỏi rồi đó. Giỏi quá trời, học lớp mấy vậy? Tay con mặn giá mà hồi giờ đi chú tròn nữa. Nó cứ phẹt qua thì nếu như mà nó nát thì con còn nghiền được. Vậy hả? Nát nó nghiền được chứ cái trái chiếu nó tròn quá, con Quết nó bị chọc qua chọc lại hả? Nó kiểu bị tắt ra hai mẳng thì hai mẳng ha. Con lớp mấy tuổi rồi? Dạ con chín tuổi. 9 tuổi hả? Con học lớp 3 hả? Con chín tuổi hả? Cái hôm mà con ơi chứa trung thu thì con 8 rưỡi. Nhưng mà do Covid nè. Covid rồi. Nên đến 7 tuổi con học cô giáo, 8 tuổi con học lớp 1. Dạ. Tuổi học trẻ vậy? Thì con vẫn còn lớp 2 nhưng mà cũng gần rồi mà. Thì con còn đang học kỳ 1. Dạ, nói chuyện con chưa có hiểu gì chứ. Mà nói chuyện với Hương ha. Trời ơi, cứng quá vậy. Bữa nay có học không? Dạ, nay thứ tư đang học. Có biết hát không?
Con có biết bài gì không? Đâu. Không biết bài gì hả? Biết ở đây biết chú Hưng không? Chú Tèo á? Chú Tèo. Chú Tèo là chú Hưng đó, nhà tên Hưng, nhà tên Tèo. Tèo. Đi cua gái tên Hưng. Biết không? Dạ. Nhớ tuần này mở lúc 20 giờ kêu cha mẹ là mở tivi kênh chú Hưng Dừa. Coi phần thi của chú Tèo nha. Mà sao mày giường? Mà ngoại con rồi à, có coi á. Có con ngoại sao mày giường hả? Dạ ngoại con coi rồi, con muốn coi luôn. Vậy hả? Con coi chú ngoại sao mày giường, biết chú Khương Dừa không? Đã biết nha. Chú Khương Dừa ra làm sao? Chú Khương Dừa ra làm sao? Ổng ra làm sao? Ra làm sao con biết trả lời. Vậy hả? Con thấy ổng sao, con thấy ngoài chưa? Con thấy ổng chưa, thấy ngoài hả? Con chỉ thấy mỗi trong phim hả? Thấy ổng sao, thấy trong phim ổng sao? Dạ con thấy trong phim ổng sao? Thấy ông sao, nhận xét chú nghe đi, chú về chú nói với ổng vậy. Thấy ông sao? Không thấy. Thấy ông dẫn chương trình đồn sao? Thấy ông nói chuyện rồi với thí sinh đồn sao, với lại khám giám khảo đồn sao? Hả? Sao? Không biết hả? Không biết hả? Rồi, không biết thì tối thứ bảy coi lại nha. Rồi, bây giờ mình nhường sân khấu lại cho chú Tèo ha. Chú Tèo hát bài gì chú Tèo à? À, em tặng cho anh Khương như mọi người ở đây ca khúc giọng cổ buồn. Dạ. Đêm dài ha, đêm dài nghe dạ, tiếng giọng cổ buồn hả? Rồi đêm xuống hát bài đó là hợp lý luôn không? Rồi mời cưng. Làm chú. Để chú làm, để chú làm. Con giỏi lắm, con dễ thương lắm á. Được rồi chú làm cho. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Em giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình anh bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dần trăng non anh thức đón em về. Hò ơi, chinh nhanh sông phù sa, mù u con bướm đặng quay về. Về đâu con nước lớn nước rồng, điều hiu như khúc hát tình em. Hò ơi công công xê sang xê, mình ơn tôi đứng đợi em về. Còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát ly chờ mong. Giỏi quá trời quá đất à, cho thêm một chàng pháo ba. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Em giờ xa xứ bỏ quê nhà,
bỏ lại tình anh bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dòng trăng non anh thước đón em về. Hò ơi, chính nhanh sông phù xa mù u, con bướm đặng quay về, về đâu con nước lớn nước rồng, điệu hiu như khúc hát tình anh. Hò ơi, công công xê sang xê mình ơn, tôi đứng đợi em về, còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát ly chờ mong, còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát ly chờ mong. Không hát câu dung cổ hả? Ai đã cùng tôi thề câu hẹn ước, trầu cao mâm quả chưa sang, đàn trai đón dâu về, chim quyên có bạn có bầy, cớ sao anh để lẻ bầy mình em. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình anh. Hình như là gậy cũ tên chính hay gì. Hát tới chỗ chính không quên vậy. Ờ, như chính nhánh sông phù sa phải không? Dạ đúng rồi, tự nhiên à, quen con chính à. Tới nữa tới chỗ chính nó quên à. Cái gì kỳ vậy? Hả? Sao con giỏi quá vậy? Nhà con có phụ nhà không? Mày không biết thế làm hả? Đây. Anh đòi thủ phụ hoài luôn á. Tại vì này à, không biết biết á. Biết làm hả? Dùng lực mạnh nè. Dùng lực mạnh hả? Dùng lực mạnh là được ha. Dùng lực mạnh là được hả? Dạ. Giỏi quá trời ơi, cưng quá vậy. Mà má lực con mạnh á. Lực con mạnh lắm hả? Con có đi tập gym không? Không. Sao cơ bắp bự quá vậy? Bự hơn cơ bắp chú nữa nè. Coi nè. Nè. Coi nè. Thấy không? Bắp tay con bự, bắp tay chú Phương vừa luôn nè. Con được nhiêu ký? 50 hả? 50 ký. Anh cười, anh thấy cưng. Con muốn bệnh hả? Không, con hả? Dạ con nghẹt mũi. Nhưng con muốn nghẹt mũi hả? Đi theo chú Phương vừa, đi theo chú lên gặp chú Phương vừa không? Dạ. Hả? Con gọi học nữa. Đi lên trên kia chú Phương vừa cho con đi học. Lo cho con ăn uống. Nhưng mà giờ mà con hợp hai, nhưng mà ở đâu chỉ nữa mẫu giáo nữa thì tốn mất hai năm lên cấp hai. Cái ông này nói chuyện rất tốn đèn dầu thôi, tốn dầu lắm á, không nói chuyện. Nói là phải dễ thì cưng quá. Con hát câu thử ai hát câu chú nghe thử có bị cà lâm không? Nó còn nghe hát tôi coi. Con hát câu chú nghe coi dễ thương quá à. Con thích hát à? Con biết hát. Rồi nè, xong rồi nè, chuẩn bị thử nha. Này Khương vừa đã bỏ đường, bỏ muối vô xong rồi không bác. Cái này phải nhồi nó càng giả nó càng nhuyễn nó càng ngon. Nè để thử nha. Vậy nè. Hồi xưa ăn gì nè, mình không được nhuyễn. Hả? Đó, để thử nha. Để cho thử không? Là bóp càng mạnh càng tốt hay chứ? Đúng rồi, bóp càng mạnh càng tốt á. Nè. Bóp càng mạnh càng tốt là giỏi đó. Nè, con thử này, con nè, con mua lại con mời bà đi. Con mời bà lớn tuổi nhất đi. Nè, con nói con mời bà. Bà cô ha. Có vô không bà cô? Phan, con phải thử coi chứ ta. Quên để con thử coi nó có đường với lại muối vừa không ta.
Đúng rồi. Nè. Nè, rồi mời mời khách đi. Con lại mời khách đi. Ngon nè. Cái này ít ít đường thôi. Nè, mời mời bà nè, mời mấy bà lớn nè. Nè con lại con mời đi, con mời nè, nè mời hai bụt nè. Ngon lắm. Nè mời 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 mấy bà nè. Mời mấy bà đi. Ừ ngon lắm nè. Hấp dẫn lắm á. Muốn cơm dẹp à. Có dừa, có đường, có muối. Giỏi quá à. Giỏi quá. Nè mời cô Vân nè, cô Vân ở ngoài Bắc, cô Vân chưa bao giờ ăn thử món này, cô Vân biết cô Vân không? Rồi đi mời cô Vân đi. Kiếm cô Vân, mời cô Vân cho chú. Kiếm cô Vân. Mời cô Vân. Mời cô Vân cho chú. Ai biết? Thì con đi mời cô Vân đi. Thì con đi mời cô Vân đi. Con đi mời cô Vân đi. Cô Vân. Cô Vân. Cô Vân có kêu cô gì vậy? Cô Tư ha. Dạ. Nè con đi mời chú Thái đi. Mời chú Thái đi. Con bây giờ té được nước á con. Giỏi quá à. Cưng nghe không? Trời ơi tự nhiên đang quay có ảnh vô dễ thương à. Chiều giờ nó không qua đây. Hả? Vậy hả? Không biết hả? Rồi nè, có đồ mời đủ hết chưa? Mời chú Tèo. Chú Hưng với chú Hành. Rồi, cảm ơn con. Ăn thử coi làm ngon không? Nè. Nè mời chú Hằng nè. Nè. Rồi bữa nay tối hồi ăn cơm ăn chú bớp. Món này ngon lắm ông bà của chú. Dạ. Hả? Nè con bớp đi. Béo béo của dừa, thơm thơm của chuối với ngọt ngọt của đường á, rất là ngon. Dạ. Ngon không con? Ngon ha. Con không dám bỏ đường nhiều nó dạ, bỏ đường ít thôi, bỏ đường nhiều quá nó ngọt. Cái này có đậu phộng vô nó cũng ngon à. Dạ có đậu phộng vô nó bùi nó ngon. Ừ. Dạ. Dạ. Ngon ghê. Hấp dẫn quá. Nè dắt cục đó, ai ăn thì mình đã ăn. Con ăn đi. Hát nữa đi Hưng, hát bài gì? Quất cục chuối vô là. Dạ. Con xin lỗi ông bà con chú. Tại hôm nay con cảm nó mới vừa hết đó. Tại dạ. Con với vợ con đi đường xa quá. Tại cho chạy từ Đồng Nai về ở dưới tới dưới quê đây. Cho nên là con bị bắt mưa, con bị cảm á. Giọng con hôm nay hơi bị khè cho nên là dạ. Ông bà cô chú thông cảm cho con nha. Dạ nhưng mà dạ. Là phần thi là ok lắm nha bà con bác. Phần dạ. Thi là ok hấp dẫn lắm á. Dạ. Dạ. Dạ hát bài gì nữa không? Dạ cho em cũng cố gắng đi thêm hát. Đúng rồi, phải hát để dạ. Giới thiệu giọng hát cho con hát không tốt mà con phải hát để con tặng thêm ông bà cô chú với một bài nữa. Bài này là của một người mà con rất là thần tượng mà hát rất là nổi bài này. Đó là cô Hương Lan. Mà cô Hương Lan là thằng tượng của con. Cho nên là con sẽ hát bài này để tặng cho ông bà cô chú. Đó là bài Bông Bí Vàng. Ồ hay dạ. Ông bà chào cô chú, chào con xíu nha. Dạ. Con ăn không? Khánh. Con dễ thương quá à. Con học giỏi không? Dạ học cũng giỏi mà. Và con với họ học giỏi đúng môn toán thôi chứ. Chứ mấy môn khác thì không. Dạ hả? Tại từ lúc một thì con biết tính. Ừ, biết tính hả? Thì con còn biết tính cái nhân nữa mà con chỉ biết có mỗi mấy cái nhân thường thôi. Rồi giờ nghe chưa để nghe chú Tèo hát ha, rồi lát mình nói chuyện tiếp ha. Trời mưa trên khóm mía lao, trời rụng giọt mưa sao xuyên xuyên sao. Nhà anh dẫu đổ bìm leo, mà nhà em mẹ cha rào mấy lửa rào. Hỏi chứ con đường mòn nào mà hai đứa để gặp nhau. Suy nên ta làm việc nhiều kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cao, trâu cài ruộng gò,
trâu thơ liền do con trâu ơi thương dùm cuộc tình họ đang cần có đôi bạn làm ăn. Bây giờ trầu xanh vườn trầu cao trổ hoài cao, mà mẹ cha không ngó xuống. Gió thổi năm non mà mẹ cha chưa mắt trong lòng, hãy mong biết em chồng anh đem lúa cầu xin. Bây giờ trời mưa ngập ruộng, thương muộn còn thương, cuộc tình duyên trôi theo dòng nước. Biết chỗ bông thơm một vàng bông, không muốn hai bông nào, nhớ thương nữa cuộc tình, sao nghe rủa quặng đau. Trời mưa trên khóm mía lao, trời rung giọt mưa sao xuyên xuyên sao. Nhà anh dẫu đổ bìm leo, mà nhà em mẹ cha sao mấy lửa rào. Hỏi chứ con đường mòn nào mà hai đứa đi gặp nhau xui nên. Ta làm việc nhiều kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cao, trâu cài ruộng gò, trâu thớ liền do con trâu ơi thương dùng cuộc tình họ đang cần có đôi bạn làm ăn. Bây giờ trầu xanh vườn trầu cao trổ hoài cao, mà mẹ cha không ngó xuống. Gió thổi năm non mà mẹ cha chưa mắt trong lòng, hai bông bị em trồng anh đem luộc cầu xin. Bây giờ trời mưa ngập ruộng, thương muộn còn thương, cuộc tình duyên trôi theo dòng nước. Biết chỗ bông thơm một vàng bông, không muốn hai bông nào, nhớ thương nữa cuộc tình sao nghe ruột quặn đau. Nhớ thương nữa cuộc tình sao nghe ruột quặn đau. Hay quá trời quá đất. Dạo này ở miền Tây bà con bác mình chuyển sang nuôi muỗi, đâu tới đâu muỗi chích tới đó. Muỗi quá trời muỗi luôn. Dạ này, đó Khương vừa cũng đã vừa làm xong món chuối quết rồi. Dạ còn đây là còn dư lại lần xíu mình làm muối ớt mình chấm cũng được, không làm chấm kho quẹt cũng ngon nữa. Còn này giờ mình sẽ giò cục lại đó, rồi xong mình sẽ lát mình sẽ mình lên mình dùng luôn. Dạ món này chắc cũng lâu lắm rồi chưa có ăn, Khương vừa cũng chưa ăn. Quý ông bà cô chú anh chị mà chưa có bao giờ dùng món này thì mình bữa nào mình thử nha, mua chuối già sống về cái mình luộc cái mình quết đó, mình dùng. Dạ hôm nay là một cái ngày rất là vui ở nhà của bạn Hưng. Thí sinh tập 5 ngôi sao miệt vườn mùa 2 thì tập 5 ngôi sao miệt vườn mùa 2 sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy tuần này. Hy vọng là quý bà cô chú anh chị sẽ đón xem, ủng hộ tất cả thí sinh cũng như là ủng hộ bạn Hưng. Dạ thì ngày mai Khương Dừa sẽ đi tìm đi qua nhà của một bạn thí sinh cũng trong tập 5 luôn. Dạ bạn ấy tên là Tài, bạn ấy nhà cũng cách đây mấy cây số thôi quý bà cô chú anh chị. Dạ còn bây giờ thì thôi cũng trễ rồi ha, Khương Dừa cũng cảm ơn quý bà cô chú anh chị nhiều nha, cảm ơn gia đình Hưng rất là nhiều. Chúc gia đình mình sức khỏe. Dạ chúc tất cả quý ông bà cô chú mình sức khỏe, thật nhiều sức khỏe. Đó, tối nay Khương Dừa sẽ nghỉ ngơi ở đây. Dạ
Hưng người cũng chào tạm biệt quý bà con cô bác đi cơ. Dạ. Cảm ơn anh Hằng con Phước Hưng thì con cũng hôm nay thì cũng thứ nhất là cảm ơn anh Cương Dừa và tất cả mọi người đã đến nhà con hôm nay để thăm nhà. Cái thứ hai nữa thì con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của anh Cương Dừa được nhiều sức khỏe và bình an. Dạ. Thì mong là ông bà cô chú anh chị là mình vô đón coi chương trình Ngôi Sao Việt Vườn tập 5 mùa 2 vào tối thứ bảy tuần này để ủng hộ con nha. Dạ, dạ, con xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, cảm ơn nhiều, bye bye. Hãy đón xem Ngôi Sao Việt Vườn mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.